Shop áo may chấm com, shop áo thun Minecraft, giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình, Famila Lọc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon. Hiện tại thì mình đang cưỡi Charizard để bay theo một em Pokemon mà vừa xuất hiện ở vùng Misa, đó chính là em Landorus này. Em này thì mình áp ca rất là lâu thì mới xuất hiện á, và mình sẽ cố gắng bắt em này về nhá. Nhưng mà khoan đã, trước tiên thì mình cần phải lấy những cái bóng Pokemon của mình trong cái rương Suco ra cái mình cho hết vô đây để cho nó gọn á. Rồi và mình sẽ lựa ra những cái trái cần thiết thôi nhá, chẳng hạn như là những trái này đi. Rồi và sau đó đi lên trên bắt tiếp thôi. Hy vọng là em ấy đừng có despawn, mình phải bay theo chừng chừng á, nếu không thôi despawn thì ổn lắm luôn. Và phóng bóng chứa Pokemon nè. Ui, phóng một rồi. Ui, suýt nữa thì trúng, suýt nữa thì trúng. Rồi phóng lại một lần nữa. Ui, sao em này bay lắc léo vậy? Đang bay thẳng mà. Lần này thì không. Rồi vậy mới chịu chúng nè, bố tay luôn á. Và sau khi khiêu chiến xong thì mình sẽ tiến hóa Mega cũng như là sử dụng kỹ năng Fawn Sweep nhá, để mình có thể đánh em Landorus này, nhưng mà không có tiêu diệt luôn á. Chứ giờ mà em Landorus này mà chết phát là mình tiếc lắm luôn á, phải đợi rất là lâu thì mới xuất hiện một em giống như vậy. Và một lần Fawn Sweep thì mình chỉ kéo được 1/3 cái thanh máu thôi, như vậy thì mình cần phải dùng khoảng 2 lần Fawn Sweep nữa thì mới có thể không. Chỉ cần đánh hay hết thôi là em Landorus đã về một máu rồi các bạn ơi. Được nha, được nha. Và sau đó thì mình sẽ nhanh chóng sử dụng một cái em này thì mình sẽ sử dụng Ultra Ball đi các bạn ơi, tại vì bây giờ cũng là ban ngày á nên không dùng Dust Ball được. Rồi, dùng Summer Ball thì cuối cùng cũng đã bắt được cái em Landorus rồi các bạn ơi. Phía đằng này có cái hố Ultra kìa, nhưng mà thôi đi, mình không xuống thế giới Ultra nữa đâu. Tại vì hôm nay mình muốn đi khám phá ở trên thế giới thường hơn cơ, để mình tìm em Pokemon cuối cùng trong bộ 3 ao hồ các bạn ơi. Nhưng mà trước tiên mình cần phải hồi máu cho mấy em Pokemon của mình. Rồi sau đó thì mình sẽ mở máy tính lên coi nào. Đây chính là Landorus của mình á. Về nhà thì mình sẽ thử cho cái kính vào người em ấy coi coi liệu rằng em ấy có thể biến thành dạng Thorian không nhá. Để xem coi cái kính của mình. Ý, cái kính hình như mình để bên cái nhà kia mất tiêu rồi, qua kia kiểm tra cái kính lại thôi. Có cái kính đó thì mình có thể biến cho mấy cái em này trở thành cái dạng Thorian á. Ý, hay là trong người của em Thanodot ta. Ủa, trong người em này đâu có đâu. À đây nè, đây nè. Cái kính nó nằm một đống đây nè các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử triệu hồi em Landorus đó ra lại nhá. Đây, đâu rồi, đây Landorus của mình. Và Necroma tạm thời vô trong đi. Sau đó thì triệu hồi ra một cái coi. Về kỹ năng thì sao? Landorus thì không có kỹ năng gì khác đặc biệt các bạn ơi, nhưng mà khi mình sử dụng cái Revo Class nè thì sẽ biến hình cho Landorus. Cái này là giống như một cái con báo đúng không ta? Con báo hay con hổ gì đó. Và hệ thì vẫn là hệ bay cũng như là hệ đất các bạn ơi. Đây chính là dạng Thorian nè. Hơi bị xịn luôn á. Đi trên mây luôn kìa. Em này biết đi trên mây mây luôn đó nha. Hơi bị ngầu luôn đó. Và coi coi biến thành dạng này thì có thêm kỹ năng hệ bóng tối hay gì á. Scare à, làm hoảng sợ ha, đúng không? Úi, gầm lên một phát mình được cái hiệu ứng gì nè, rebel gì nè. Xịn nha, xịn nha. Và hiệu ứng này mười mấy phút lận. Được á. Nhưng mà em này giờ thì đã yếu rồi, nên mình sẽ vô nhà chị y tá một cái đi, để mình chữa trị vết thương cho em ấy á. Rồi nhờ chị y tá chữa trị vết thương cho Landorus nha. Và ở tập trước á thì mình đã xuống thế giới Ultra và rất là may mắn khi mà bắt được hai em Pokemon mới á các bạn ơi. Đó chính là Guslore nè, cũng như là Poipop á. Và em Poipop này thì có thể tiến hóa lên cơ, nhưng mà bắt buộc mình phải dạy cho em ấy kỹ năng Raidan Boost á. Mà kỹ năng đó thì mình cũng có cái đĩa luôn, liệu rằng mình có thể dạy cho em ấy theo cách thông thường không nhá. Hy vọng là được, để mình có thể tiến hóa máy luôn. Raidan Boost thì mình nhớ là mình còn đây nè kỹ năng Raidan Boost nè các bạn ơi. Thử xem coi có dạy được cho em Poipop không nhá. Hy vọng là được. Và dạy kỹ năng không thể dạy kỹ năng Random Boost rồi. Vậy là mình bắt buộc phải đi tìm cái bác Move Tutor để dạy cho em Poipop các bạn ơi.
giống như Rayquaza vậy đó, mình phải đi tìm cái kỹ năng rồng năng thiên thì mới tiến hóa được. Rất là tiếc luôn, nhưng mà thôi tạm thời thì cho máy vô trong máy tính ở đây. Đây vô trong máy tính nè. Và trong thời gian với hai tập mình cũng đã soạn ra cái dạng Pokemon mà mình dự định sẽ tiến hóa trong ngày hôm nay luôn rồi. Nhưng mà trước tiên thì mình cần để dạng Pokemon mình trống trống một tí cái đã. Cho dễ dàng làm việc hơn nhá. Và đầu tiên thì mình sẽ đem ra đó chính là cái em Metang này, kế đến là em Lyron, rồi một vài em tiến hóa Mega chẳng hạn như là Sáp A, Salamence cũng như là Kambua. Và những viên đá đó thì mình để bên trong nhà chính của mình rồi, để mình vô trong nhà chính mình lấy ra cái nhá. Và đặc biệt nhất đó chính là mình có cái viên Ultra Necroma các bạn ơi. Ở những tập trước mình có nhặt được một viên á, và mình đã để nó ở phía dưới này nè. Để dễ dàng lấy ra hơn. Và cũng như là có những viên đá Mega cho mấy em Pokemon của mình. Đây mình sẽ tạm thời để xuống dưới đây một cái nhá. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu quá trình tiến hóa cho mấy em này thôi. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hóa Metang trước nhá. Metang hiện tại của mình là level 43 rồi các bạn ơi. Và kỹ năng thì không có kỹ năng đặc biệt gì hết. Mình sẽ lấy cái hộp nào mà chứa kẹo đây ta. Đây nè, hộp này có chứa kẹo nè, rồi sau đó cho Metang của mình ăn nhá. Level 44, học được thêm một kỹ năng nghệ thép. Kỹ năng đúng hệ luôn nè. Wow, mình sẽ dạy cho em máy thay cho Confusion đi. 45 vẫn chưa có, ủa 44 chưa tiến hóa hả? Thì 45 mới tiến hóa nha các bạn. Metang sẽ tiến hóa ở level 45. Và liệu rằng khi tiến hóa thì Metang sẽ trở thành hình dạng như thế nào đây? Ui, đang to lên kìa, đang to lên kìa. Và bồm một phát. Ui, tiến hóa xong rồi và trở thành Metagross. Có thêm một kỹ năng hệ chiến đấu luôn. 100 điểm sức mạnh. Khá là tốt đây. Và mình sẽ thay thế cho kỹ năng Sand Headboot nha. Để mình có thêm một kỹ năng hệ chiến đấu nữa. Ôi, vậy là ổn rồi. Có kỹ năng mới không? Không có kỹ năng mới, nhưng mà ở dàn này thì mình có thể cưỡi Metang vào bay luôn nè. Cái này rất giống kiểu như là cưỡi một cái UFO đó các bạn ơi. Nhìn đã nha. Và em này thì chỉ số như thế nào đây? Mình sẽ xem sơ qua coi. Em này có chỉ số tấn công là khá là nổi trội nè. Phòng thủ cũng cũng xem xem với tấn công á. Như vậy em này đem ra chiến đấu sẽ rất là tốt á. Nhưng mà cấp độ em ấy còn hơi thấp, nên mình sẽ cố gắng train trong thời gian giữa hai tập nha. Rồi Metagross đã xong. Giờ thì đến Lyran đi. Lyran của mình hiện tại là level 60 rồi. Ăn kẹo biết có đủ để tiến hóa không nữa. Thử cho ăn kẹo. Tiến hóa 61 thì mới tiến hóa các bạn ơi. Có vẻ em này cấp cao hơn bình thường á, nhưng mà chưa có kịp tiến hóa. Và khi tiến hóa thì Lyran của mình sẽ trở thành em Pokemon gì đây? Đang rất là to kìa. Trở thành Aggron các bạn ơi. Ôi kìa, xịn chưa? Nhưng mà không có kỹ năng gì đặc biệt hết. Để xem coi có thể cưỡi không nhá. Có thể cưỡi luôn, nhưng mà em này thì chỉ di chuyển trên mặt đất thôi. Dưới nước thì sao? Dưới nước thì di chuyển cũng tương đối nhanh thôi á. Úi, cái em Metagross di chuyển theo mình bị mất máu kìa. Rồi và tạm thời thì mình sẽ để cho em Aggron ở ngoài luôn nhá. Em này có cái phần sườn nhìn rất là ngầu luôn á các bạn ơi. Không ngờ lại ngầu đến như vậy. Và em này phòng thủ 250 lận. Vậy đây là một Pokemon hệ thép và đá chuyên về phòng thủ luôn á. Cực kỳ cứng cáp luôn nha. Đánh với mấy Pokemon thấy không? Phòng thủ này thì rất là khó chịu luôn á các bạn ơi. Rồi những em Pokemon tiến hóa thì mình sẽ để ở ngoài này đi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu cái quá trình Mega đi nhá. Đầu tiên là Salamence nè. Ở tập trước mình có đánh một con boss Salamence á, nên nhận được một cái Salamence sai. Kế đến là Kambua nè. Và cuối cùng là Sáp A. Rồi đầu tiên là Salamence trước đi. Chịu hồi máy ra một cái. Và giờ thì mình đã có thể tiến hóa Mega rồi nè. Thử nha, liệu rằng khi Salamence của mình tiến hóa Mega thì sẽ trở thành hình dạng như thế nào. Không biết có to như cái con boss Salamence hôm qua không. Ý, ui, khi tiến hóa thì cái phần cánh á rất giống cái mặt trăng khuyết luôn á các bạn ơi. Nó nhìn trên cao nè, cái cánh của em này như cái mặt trăng khuyết luôn. Và cái phong cách bay vẫn như cũ các bạn ơi. Đập cánh rất là nhẹ nhàng luôn á. Ồ, xịn nha, xịn nha. Và kỹ năng thì mất hết một kỹ năng rồi. Tiến hóa thì không còn kỹ năng hệ ma nữa các bạn ơi. Ủa, không còn kỹ năng gì ta? Scare làm quảng sợ nữa. Và tạm thời thì em Salamence đã xong. Giờ thì đến em Sáp A đi. Sáp A thì mình đã từng gặp ở dưới hang rồi á. Khi tiến hóa Mega thì em ấy sẽ cầm một cái cục đá các bạn à. Cầm cục đá tùy theo dạng thôi. Ví dụ em này là dạng thường đúng không? Hình như cầm cục đá màu đỏ thì phải.
Ừ đúng rồi nè, cầm cục đá màu đỏ nè. Rồi giờ thì đến em Campur đi nhá. Ui nhiệm Pokemon ở ngoài quá. Rồi Campur tiến hóa Mega nhá. Đây Campur tiến hóa Mega nè. Em này thì mình đã gặp ở vùng sa mạc rồi, có cái ngọn núi lửa trên lưng luôn á, nhìn cũng khá là đẹp. Đó, có ngọn núi lửa trên lưng luôn nhá. Rồi và như vậy thì mình đã tiến hành quá trình Mega cho mấy em này xong. Nhưng mình vẫn còn một em nữa chưa kịp tiến hóa Mega đó nha. Để giờ mình sẽ cho mấy em này vô trong đây để nhường sân cho em cuối cùng. Đó chính là em Necroma. Mấy em này thì mình sẽ cho vô đây đi. Rồi vô trong đó ở một xíu nha. Necroma thì hình như mình để ở tiết đằng sau này. Ừ, đúng rồi nè. Và trên lưng, trên người em này thì đang có một cái Luna Riser á. Và cái này thì bây giờ thì mình nghĩ không cần đâu vì Lunala và Necroma đã là một rồi đó các bạn ơi. Nên bây giờ mình sẽ gỡ ra được khỏi máy nè. Và mình sẽ thay thế vào đó là một cái Ultra Necrosium. Với cái này thì em hiện tại nè chưa có kỹ năng tiến hóa Mega đúng không? Nhưng mà khi mình trang bị này vô một cái, ta đã có kỹ năng tiến hóa Mega rồi nhá. Và khi mình tiến hóa Mega thì Necroma của mình sẽ trở thành hình dạng như thế nào đây? Cùng nhau chờ đợi tôi các bạn ơi. Chuẩn bị nè, quá trình Mega bắt đầu. Các bạn có phần mắt kìa, cực kỳ đẹp luôn á. Wow, xịn thiệt sự luôn. Ờ, nhưng mà có một điều khá là đáng tiếc là mình vẫn không có thể nào cưỡi được hết các bạn ơi. Ờ, các bạn có phần mắt kìa. Ui, xịn xịn xịn. Và về phần sát thương thì sao? Sát thương thì 326 điểm sát sức tấn công. Phòng thủ thì có 180 mấy thôi. Sức tấn công tăng lên rất là nhiều luôn các bạn ơi, tăng lên gần 100 hay sao á. Xịn nha, xịn nha. May mà mình còn giữ lại một cái á, nếu không thôi chắc mình không tiến hóa được đâu. Mình giữ chắc mình phải đem theo em này để có gì gặp boss còn đánh được các bạn ơi. Và đấng sáng tạo á, mình cũng khá là ít đem tại vì đấng sáng tạo của mình cấp cao quá, mà lỡ gặp boss á thì nó sẽ tính cấp độ Pokemon cao nhất á các bạn ơi, nên mình sẽ rất là khó khăn trong việc đánh boss luôn. Nên mình sẽ luyện cho mấy Pokemon của mình xem cấp với nhau á gần bằng của đấng sáng tạo thì mình sẽ đem đấng sáng tạo thường xuyên hơn nhá. Và trong ngày hôm nay thì để xem coi nào, mình sẽ đem Pokemon gì ra chiến đấu đi ta. Mình chắc sẽ đem được cái ba vị thần này quá. Landorus nè, Thunderous cũng như là Tornadus nhá. Ba vị thần này kèm theo đó là em nào nữa giờ? Để xem coi, hình như mình chưa có hệ nước đúng không? Hình như là chưa có hệ nước các bạn ơi. Được, chưa có hệ nước thì sẽ chọn em Greninja nhá. Qua nay thì chưa có đem Greninja ra trận nè. Rồi và nhiệm vụ của mình á là sẽ cố gắng đi tìm cái Pokemon cuối cùng trong bộ ba ao hồ các bạn ơi. Mình vẫn chưa tìm được em cuối cùng á, em Meskrip nữa. Để coi coi nhìn trên bản đồ này thì mình sẽ đi về hướng nào hợp lý nhất đây ta. Ok chắc mình sẽ đi về hướng bên đây đi, tại vì hướng bên đây có cái vùng biển nè, cũng gần vùng sa mạc nữa, nên chắc sẽ dễ xuất hiện Pokemon hơn. À, trước khi đi thì chắc sẽ khởi động bằng một con boss trước cái đã. Mình cũng xuyên farm boss nhưng mà sao không có ra Master Ball các bạn ơi, tỷ lệ ra rất là thấp luôn á. Rồi và đánh với em này thì mình coi coi em nào có skill hệ lửa ta. Để mình thử coi Necroma của mình có thể chiến đấu lại cái em này không nhá. Rồi. Ui, Ultra Burst kìa. Ủa, cái kỹ năng này ngỏ á, tên là Ultra Burst á, chắc đó là lúc mình tiến hóa Mega á, thử xem coi. Ừ, chuẩn rồi, Ultra Burst một phát trở thành dạng Ultra Necroma nè, và tấn công một huyết, liệu rằng có đánh bại được con Heracross này không nhá. Ui, mạnh thiệt sự. Một huyết thôi là ngủm liền. Và được một cái Toxic Play cũng như là kẹo. Không có rơi ra thêm Master Ball. Mình thấy em farm Master Ball chắc phải tìm mấy em cừu kia kìa. Mình thường farm mấy em cừu á, đợt trước mình cũng farm được một cái Master Ball luôn, nhưng mà có được trái duy nhất. Tới giờ vẫn chưa ra thêm trái nào hết trơn á. Ok, để bây giờ mình sẽ lên đường và tiếp tục đi farm nha các bạn. Các bạn ơi, trong thời gian sắp tới á, thì mình sẽ livestream trên nền tảng Nonolive. Các bạn có thể tải ứng dụng Nonolive này trên CH Play hoặc là App Store để theo dõi những buổi livestream của mình nhé. Và sau khi tải về thì các bạn chỉ cần mở ứng dụng này lên, rồi sau đó tìm kiếm ID của mình thôi ở phía góc trên trái màn hình nè.
Rồi và các bạn chỉ cần nhập ID của mình là 18909757 và ấn vào tìm kiếm. Thế là ra ID của mình rồi nè. Và hiện tại thì mình chưa có mở livestream á, nên các bạn nhớ ấn vào nút theo dõi này nè, để khi mà mình livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo về buổi livestream đó nhá. Và khung giờ livestream của mình á là từ 19 giờ mỗi ngày nhá. Nếu các bạn nào không có ứng dụng Nonolai thì có thể lên cái trang nonolai.com này nhé. Rồi sau đó tìm kiếm tương tự giống như trong ứng dụng gì đó, đó chính là 18909757. Thế là ra được cái ID của mình và các bạn có thể nhấn vào đây để theo dõi luôn nhé. Hiện tại thì mình chưa có mở stream nè nên nó chưa hiện lên á. Và trước khi đi thì mình sẽ show cho các bạn cái khu vực nhà chị y tá sau khi được mình nâng cấp lên một xíu nè. Hiện tại thì mình chưa đủ vật liệu để xây phần mái á, nhưng mà phần tầng 2 thì mình đã xây xong rồi, có phần sàn bằng gỗ nè. Trên đây là có những cái chỗ để mình treo những cái bức tranh á. À không, à đúng rồi, mấy bức hình chứ. Sắp tới mình sẽ chụp thêm những Pokemon Legendary rồi treo vô đây nhá. Và ngoài ra thì mình cũng đã sưu tập được 8 cái nguyên hiệu trong một cái đồ chứa nguyên hiệu đầu tiên rồi. Nên bây giờ mình phải chế tạo thêm một cái đồ chứa nguyên hiệu mới, nếu không thôi là không có cái mà chứa được đâu. Và bây giờ mình sẽ xem cái công thức của cái đồ chứa nguyên hiệu nhá. Mình có thể làm được cái màu đen nè. Màu đen khá là rẻ luôn, chỉ cần 9 cái African màu đen thôi. Ý nhưng mà hình như mình hết hay sao rồi, kiểm tra lại cái kho nấu đồ coi. Hôm rồi toàn mua mấy cái bóng Pokemon thôi mà. Ui hết thì coi, để mình thu hoạch một ít cái African màu đen rồi mình sẽ đem vô nấu nhá, trước khi đi khám phá các bạn ơi, chứ không thôi là không có cái mà chứa mấy cái nguyên hiệu á. Rồi, mấy cái African đã nấu xong rồi các bạn ơi, giờ thì mình sẽ nén nó lại để tạo thành một cái bed gate cây nữa nhá. Rồi, có thêm một cái nữa rồi. Giờ thì có thể lên đường rồi đó nha. Thoải mái mà chứa mấy cái nguyên hiệu luôn. Trên đường đi thì mình đã gặp thêm một em Cosmog rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ tranh thủ bắt thêm em này nhá, để sắp tới mình tiến hóa thêm một dạng nữa. Để xem coi, mình sẽ cắt cái em Metacross này vô trong cái đã, rồi triệu hồi Scizor vô thôi. Chỉ có Scizor là đánh với em Pokemon này mà không sợ ngẫm ha. Rồi Phone Sweep một cái nè, và kéo máu của Cosmog xuống còn một thôi. Cái đến mình chỉ cần đơn giản sử dụng một cái Quick Ball trước nè. Để coi coi một cái Quick Ball có bắt được em ý không nhá. Nếu không được thì mình dùng Liver Ball hoặc là cái Ultra Ball cũng được, miễn sao bắt được em Cosmog là ok ha. Rồi và với hai cái bóng chứa Pokemon thì mình đã bắt được em Cosmog nữa rồi á. Mình sẽ cố gắng train cho em này mau lên cấp xíu để mình tiến hóa thêm cái dạng hình như là Sogaleo á các bạn ơi. Dạng đó thì phải tiến hóa vào ban ngày á. Rồi và lên đường tiếp thôi. Để xem coi, phía bên này hình như có một cái khu vườn. Ồ không, cái khu rừng gỗ bạch dương á. Các bạn có chỉ mình thêm một cái mẹo là lại cái khu rừng gỗ bạch dương vào ban đêm hoặc là trời sáng á, thì nó sẽ rất là dễ gặp mấy em Mesprit á. Nên bây giờ mình sẽ thử nhá. Không, cái này là cái khu vực Flower rồi, Flower Forest rồi. Phía bên này có thêm một cái Master Chat nữa nè. Ý, đây là nhà huấn luyện Pokemon. Mấy cái nhà huấn luyện Pokemon đó chủ yếu là giúp mình farm cái kinh nghiệm thôi các bạn ơi. Mình đánh tới cái em Pokemon cuối cùng á thì mình sẽ bỏ chạy rồi sau đó quay lại đánh tiếp á. Như vậy thì mình có thể farm kinh nghiệm thổi con gà mái luôn. Mở ra được một cái đĩa Rock Polish. Đĩa này thì chưa rõ điểm sức mạnh. Mr. Mai. Các bạn có biết đây là Pokemon gì không? Nếu mình nhớ không lầm trong phần phim hình như là Sun and Moon thì phải á, Mr. Mai này là của gia đình Satoshi hay sao nè. Để mình sẽ thử bắt cái em Pokemon này nhá. Scizor ra một cái nè, không biết Mr. Mai có mạnh không ta, thử mình Phone Sweep trước đi. Ui, có vẻ Mr. Mai phòng thủ cũng không tốt cho lắm á. Mình Phone Sweep cái còn có tí xíu á, nên mình sẽ dùng một cái Dust Ball đi. Dust Ball bắt vào ban đêm cho nó tốt nhá. Để mình còn đi tiếp nữa. Này hơn ghê, lại cái khu rừng này còn gặp Mr. Mai nữa chứ. Và chắc bắt được rồi. Đó, bắt được luôn nè. Được á nha. Rồi phía bên này thì có cái em Top Full. Em đó thì tiến hóa thành gấu á. Mình cũng đã tiến hóa rồi. Bên này thì có cái Master Chat. Phải vô trong kiểm tra thử mới được, không được bỏ sót. Và mở ra một cái đĩa nữa, Size Shot. Kỹ năng này thì 80 điểm sức mạnh cho hệ tâm linh đó nha. Mấy em Pokemon hệ tâm linh sẽ rất là hết cái đĩa này cho coi. Rồi giờ thì đi tiếp, nghĩa mấy cái khu vực sông nha. Tại vì em ấy rất là dễ xuất hiện ở mấy cái khúc sông này luôn.
đi tìm Miss Reed nhưng mà chưa gặp, thì mình đã gặp em Pokemon Darkrai vậy nè các bạn ơi, Legendary luôn đó nha. Kiểm tra xem. Darkrai hả? Để mình sẽ thử dùng em Sideshow tiếp nha. Để mình cố gắng bắt em này mới được. Level 70. Ui đây chắc là có lẽ là một em Pokemon mạnh đây, nhìn có vẻ ngoài rất là ngầu luôn á. Nhìn em này thì mình nhớ cái lúc mà mình bắt em Ivertor ghê luôn. Cũng màu đen đen như vậy nè, mà cũng bắt vào ban đêm nữa chứ. Rồi và thử. Ui tấn công em Scizor của mình lại luôn. Càng đấy càng đấy. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, mình dùng Phone Sweep thì sẽ không bao giờ đánh chết em Darkrai này, và mình sẽ cố gắng bắt được em ấy nhá. Rồi và phần máu đã thấp rồi kìa, mình sẽ sử dụng một cái Dust Bomb. Vì bây giờ bên ngoài trời tối om luôn á, dùng Dust Bomb thì sẽ có tỷ lệ bắt được em ấy rất là cao. Nhưng mà cái đầu tiên hụt ơi. Phải dùng kiên trì đối với mấy em Pokemon mạnh á, chứ mấy cái trái đầu thì rất là khó bắt mấy em Pokemon tốt như vậy luôn. Không chỉ vậy, Darkrai còn có khả năng gây ngủ cho Pokemon của mình nữa kìa các bạn ơi. Có vẻ đây là một Pokemon có rất là nhiều kỹ năng này. Hồi nãy mình thấy em ấy còn dùng kỹ năng hệ tâm linh nữa cơ. Ui, xong rồi. Cũng ngủ xong đánh bại Scizor của mình luôn chứ. Giờ thì phải đưa em Metagross vào đỡ đam một xíu đi. Mình phải ráng bắt được em này mới được. Nãy giờ mình vẫn chưa có thu phục được em ấy, ấy. Có vẻ em này rất là khó tính đây. Mà thường thường mấy em khó tính là mấy em mạnh đấy. Nên phải cố gắng bắt bằng được em này các bạn ơi. Nãy giờ đánh trên bờ không chịu mà xuống nước quýnh quýnh một hai cái xong dùng deep ball lại bắt được các bạn ơi. Để coi coi em Darkrai này có thật sự mạnh không, mà sao mình bắt khó ghê vậy luôn á. Em này là hệ bóng tối nè, và có hai kỹ năng hệ bóng tối, nhưng mà chỉ có một kỹ năng flame attack là gây được sát thương thôi. Và ơi em này chỉ có đúng một kỹ năng gây sát thương à. Rồi cái đến. Ui em này mạnh thiệt các bạn ơi, chỉ số tấn công là 167 á, phòng thủ thì cũng 160 mấy luôn, hai cái nó nghe xem với nhau. Thảo nào mình bất khó thì ghê luôn á, nhưng mà không sao, cuối cùng thì cũng đã chinh phục được em ấy rồi. Hồi nãy phía đằng này mình thấy cái em Pokemon S gì nữa nè, nhưng mà em nó despawn mất tiêu rồi, hình như là boss thì phải á. Để mình farm thêm em Gengar này đi, kiếm thêm mấy cái cục kẹo á, rồi sau này cho mấy Pokemon của mình ăn á. Mấy em này thì dễ rồi, chỉ cần cho Necroma của mình trở thành dạng Ultra Necroma, rồi sau đó dùng một cái tia laser là có thể kết liễu được cái em Gengar Shiny này rồi á. Và chuẩn bị nè. Rồi và cuối cùng cũng đánh được con Gengar này các bạn ơi. Rơi ra một cái Tabunium Z hả? Úi, Tabun. Hay là cho mấy Pokemon thần rừng ta, mấy vị thần cai quản cái khu rừng á. Không biết có phải không nữa, nhưng mà mình cứ giữ mấy viên Z này đi các bạn ơi, sắp tới chắc sẽ cần á. Rồi bây giờ thì trời cũng đã sáng rồi nè, để mình đi qua cái khu vực rừng Gỗ Bạch Dương để mình tìm tiếp mấy cái em Madrid nha. Không rời đi tìm mà chưa có gặp á. Trong lúc đi ngang cái khu rừng gỗ sồi sẩm thì mình gặp được một cái em S này nè các bạn ơi. Em này thì mình cũng có viên đá Mega, để bây giờ mình sẽ đánh ui khiêu chiến mình luôn. Ồ, nhảy qua đây khiêu chiến mình luôn, em này hăng thiệt á. Đổi Pokemon cái rồi bắt em sao nhá, em cứ ở đó đi yên tâm, sẽ về đổi của anh thôi mà. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Phone Sweep để đảm bảo tính mạng cho cái em này cái đã. Nó Phone Sweep cũng được nửa cây máu rồi nè. Giờ mình sẽ chỉ có đánh thêm một hit nữa nhá. Rồi một xíu về mình lấy cái viên đá Mega, mình cho máy up lên Mega luôn, thử xem coi khi Mega thì em ấy sẽ thay đổi những cái dị số như thế nào. Ý, được nè. Hên thiệt sự mà lên cấp luôn. Phía đằng này thì có một em Thunderous đó các bạn ơi, nhưng mà em đó thì mình đã có rồi. Và mình cũng từng farm em đó rồi, nên giờ chắc mình sẽ dành thời gian để đi tìm cái em Madrid hơn nhá. Mình cũng nghiêng nghiêng qua mấy khúc sông này, hay là phải AFK ta? Chắc phải áp dụng kích củi các bạn ơi, tuy nó hơi tốn thời gian của mình một xíu nhưng mà sẽ dễ gặp hơn á, chứ mình lâm nhâm này thì cũng hên xui lắm luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ tìm một cái cúp sông hoặc cái hồ nào đó sâu sâu, rồi mình sẽ AFK để coi coi có xuất hiện em Madrid không nhá. Ngồi yên một chỗ thấy khó chịu á, mình qua bên đây thì gặp được một em Pokemon tên là Chikorita các bạn ơi, có cái lá trên đầu nè, mình sẽ bắt thêm em này nhá. Không rồi, mình gặp mấy em Pokemon hệ lá khá là nhiều luôn á. Rồi, tiếp tục là Phone Sweep nè.
Mình nghĩ mình nên dùng cái móng chứa liền luôn đi, tại vì em này chỉ mới cấp 12 thôi á các bạn ơi. Rồi và đầu tiên mình sẽ sử dụng Liverpool nè. Và mình tin rằng với cấp độ 11 thì một cái Liverpool thì cũng đủ để bắt em hết thôi. Hy vọng là vậy nha. Và chính xác như vậy rồi. Được luôn nha. Vậy là lại có thêm một em Pokemon hệ lá nữa rồi. Để coi cái em... Đây em ếch này thì là hệ độc với hệ lá nha. Wow, được đó. Kỹ năng thì... Ui, còn kỹ năng ngay thường không nè. Có kỹ năng Double Edge là mạnh nhất các bạn ơi. 120 điểm sức mạnh luôn. Được đó. Giờ thì tiếp tục trở lại cái khu vực này để AFK thôi. Nói AFK thôi chứ mình đi vòng vòng đây kiếm thêm Pokemon các bạn ơi. Coi có em nào mới không á. Không uổng công mình AFK các bạn ơi. Ngồi AFK ở đây mình lại xuất hiện tít lần này chứ. Nhưng mà nói chung xuất hiện là vui rồi. Và Madrid đã có. Em này hình như màu hồng đúng không? Vừa đúng rồi, em này màu hồng các bạn ơi, khiêu chiến luôn. Bắt nhanh thôi. Và để xem nào, em này vẫn là level 50 á. Điểm chung của bộ ba ao hồ là đều level 50 các bạn ơi. Rồi, Pawn Sweep một lần thì kéo được gần nửa cây máu thôi. Mình nghĩ khoảng 3 lần. Lần 2 này thì sẽ kéo thêm được một ít máu nữa không? Ít lần 2 không thành công à? Lần này thì mới thành công nè. Và thêm một lần Pawn Sweep lên đây để em này thiệt là thấp máu. Rồi sau đó dùng Deep Pawn bắt cho nó dễ nhá. Rồi, kéo máu thành công nè. Công việc còn lại là dùng Deep Pawn để bắt thôi. Vì em này đang ở dưới nước á, nên Deep Pawn chắc sẽ dễ bắt hơn đây. Hồi nãy mình bắt cái em Darkrai cũng vậy, đánh trên cạn thì không chịu mà xuống dưới nước thì nó lại dễ chịu hơn á các bạn ơi. Chắc sắp tới mình phải áp dụng biện pháp này quá, quýnh đâm lại cái đẩy cho Pokemon xuống nước á, rồi dùng Deep Pawn bắt á. Rồi và cái quả thứ hai thì có vẻ có cả bụi lắc lâu thế, tưởng đâu bắt được ai về học lắc rồi. Lần này thì sao, nhất quá tam thôi nha, nhất úi còn nhào lộn dưới nước nữa kìa. Và wow, bô ao hồ vui vẻ ghê á. Còn nhào lộn dưới nước trong lúc đang chiến đấu với mình nữa chứ. Có vẻ cũng khá là mạnh đó. Rồi, lần này thì mình sẽ cố gắng hết sức để bắt em này thôi. Ui, hên quá các bạn ơi. Vừa hết Deep Pawn luôn á, cái đó là cái cuối cùng luôn á. Pokemon cuối cùng trong MOBA cũng là Pokemon khó bắt nhất và... Ui đâu rồi? À đây. Để MOBA kế bên nhau để cho dễ dàng biết hơn nha. Một em màu xanh, một em màu vàng và em cuối cùng là màu hồng đó. Và nhiệm vụ thì cũng đã hoàn thành rồi. Giờ thì mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi. Và mình sẽ nhanh chóng mở cái rương này vì trong này có được một cái viên đá tiến hóa Mega cho cái em... Đâu rồi ta? Cái em S hồi nãy đó rồi. Ủa? Mình đây nè. Nhưng đã Mega cho em S đây. Mình sẽ cho em S xuống đây nhá. Và cái Mr. Mai á, Pokemon Mr. Mai là hệ tâm linh cũng như là hệ tiên á các bạn ơi. cũng ổn. Mình rất ít Pokemon hệ tiên luôn. Và bây giờ thì mình sẽ không chần chờ gì nữa mà tiến hóa Mega luôn cho Venusaur của mình nhá. Đây, trước tiên thì mình sẽ xem chỉ số trước. Tấn công là 110 và phòng thủ là 95 đúng không? Và sau khi tiến hóa Mega thì sao đây? Thử xem nhá. Về kích thước thì mình thấy mấy em boss nó có kích thước rất là khủng luôn. Liệu rằng cái em này khi tiến hóa Mega có kích thước khủng không? Kích thước thì không có thay đổi nhiều các bạn ơi. Nhưng mà em này có cái phần lưng á rất là nổi bật luôn á. Ở phía trên này có cái cây luôn nè. Đẹp ghê luôn. Rồi và xem chỉ số cái nào. Chỉ số thì tăng lên một tẹo rồi. Phòng thủ tăng lên khá là nhiều á. Tăng lên 134 luôn rồi kìa. Cao hơn cả tấn công cơ. Vậy là đây là một em Pokemon thiên về phòng thủ á. Và còn có một kỹ năng đặc biệt khác của em ấy nữa. Kỹ năng này mang tên gì ta? Switch Sen. Cái này là dùng để làm gì? Dùng để khiêu chiến hả? Mình ấn một phát một khiêu chiến luôn nè. Xuống vậy. Thử tấn công bằng Double Edge coi. Cái này thì đánh được tại vì em ấy hơn cấp hơn á. Và được cái cộng chỉ thôi. Và như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã có được cái em Pokemon cuối cùng trong bộ ba ao hồ rồi các bạn ơi. Đó chính là em Madrid này á. Trong thời gian với 2 tập mình sẽ cố gắng nhân giống mấy cái berry để cho mấy em này tăng cái độ happiness hơn á. Hiện tại thì happiness em này chỉ mới có 140 thôi, cần phải nhiều hơn thì mình mới có thể sử dụng vào công việc chế tạo được á. Ngoài ra thì mình còn chinh phục được em Landorus này, Pokemon ở cái vùng Misa, cũng như là em Darkrai cực kỳ khó tính ở cái khu vực Flower Forest. Ui nhưng mà em này nhìn có vẻ ngoài rất là ngầu luôn á.
Lại theo một Pokemon khuôn ngầu khác của mình. Em này thì không có kỹ năng đặc biệt nhá, cũng như là có được thêm một vài Pokemon mới nè, như là em Venusaur nè, rồi em Chikorita, cũng như là Mr. Mime á. Một Pokemon hệ tiên khá là ít trong cái dàn Pokemon của mình. Rồi và trong thời gian sắp tới mình sẽ có nhiều cái công việc hơn liên quan đến việc chế tạo từ bộ ba ao hồ này nhá. Và các bạn thử đoán xem coi công việc của mình là gì nhá. À khoan, chưa, chụp hình cái đã. Cho em Darkrai một bức nè, Landorus một bức, và cuối cùng là đâu rồi, đây đây đây, Mesprit. Vậy là có hình rồi nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Shop Lọc Tsutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.